Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 420. Bài này làm trong khóa học vô cơ cơ bản 11. Chuyên đề bài toán nâng cao về kim loại sắt tác dụng với hỗn hợp gồm có H cộng NO3 trừ. Đặc điểm của sắt khi các phản ứng với H cộng NO3 trừ là nó có thể xảy ra theo 3 phản ứng này. Trong 3 phản ứng này, thầy chú ý phản ứng số 2 này và phản ứng số 3 này của thầy nó không hề có thứ tự mà nó xảy ra đồng thời. Vì thế sắt của thầy có thể lên sắt 2, có thể lên sắt 3 hoặc có thể lên cả 2. Điều khó nhất của bài toán này là các em phải chứng minh trường hợp nào đúng. Để giải quyết được loại toán này thì các em cần nắm vững cho thầy bốn cái phương pháp giải cơ bản ở đây và áp dụng thành thạo nó. Nếu bạn nào đó mà chưa thành thạo, các em có thể xem cụ thể những video mà thầy hướng dẫn để các em có thể rút ra được kinh nghiệm cho mình. Áp dụng cụ thể bài toán mã số ID 420 này thầy có như sau. Đầu tiên thầy vẽ sơ đồ ra. Trong sơ đồ này thầy giải thích một vài điểm sau đây để các bạn hiểu hơn. Thứ nhất, 0,8 mg hỗn hợp hai kim loại, chắc chắn nó là kim loại đồng. Bảo tàng nguyên tố đồng thầy có 0,05 mol. Kim loại thứ hai là kim loại sắt, chắc chắn là sắt phải dư. Sắt phải dư thì nó mới có hai kim loại được. Đó, nó mới có hai kim loại được. Thế thì khi sắt dư rồi thì trả lời rất nhiều điều rồi. Thứ nhất, trả lời là dung dịch của thầy cuối cùng chỉ có sắt 2. Thứ hai là sắt dư thì H cộng phải hết. Đó. Thế thì kết quả là thầy có như sau. Thứ nhất là thầy có NO của thầy sẽ tìm được ngay dựa vào công thức giải nhanh. Thầy có H cộng chia 4. Vậy NO của thầy bằng 0,1 mol. Nhận thấy NO ở đây sẽ bằng với liter ở đây. Như vậy, x của thầy không còn NO3 trừ nữa. Khi x thì không còn NO3 trừ nữa thì kết quả là thầy có bảo tàng điện tích, thầy tìm ra được sắt 2 là 0,2 mol. 0,8 mg gồm có đồng của thầy là 0,05 mol, sắt dư của thầy bằng khối lượng ban đầu trừ khối lượng phản ứng mà các em vừa tìm được là 0,2 nhân 56 cộng hai khối lượng này vào bằng 0,8 m. Đấy. Thì các em tìm ra được m bằng 40 g. Tìm ra trị của V. V của thầy là VNO sẽ bằng 0,1 nhân 22,4 bằng 2,24 lít. Như vậy đáp án ở đây thầy chọn đáp án là A.